Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân. Thưa quý vị, đêm qua những cơn mưa rào và dông chỉ tập trung nhiều ở khu vực ven biển phía đông. Các nơi khác của miền Bắc đêm qua và sáng sớm nay đều tạnh ráo. Nhiệt độ ngoài trời lúc này chỉ khoảng từ 25 đến 28 độ, trời mát mẻ. Trong sáng nay, chỉ riêng khu vực ven biển phía đông vẫn còn mây nhiều, nhưng đến gần trưa, cả miền Bắc trời sẽ nắng ráo. Đến trưa chiều, mức nhiệt cao nhất tại hầu khắp Bắc Bộ sẽ từ 33 đến 35 độ, trời oi bức. Riêng các tỉnh thành ven biển như Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình và Nam Định, nhiệt độ thấp hơn từ 32 đến 33 độ. Với miền Trung lúc này, ở khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh còn có mây nhiều. Nhờ thế, nhiệt độ tại khu vực này trong ngày hôm nay dao động từ 33 đến 35 độ và không có nắng nóng. Trong khi đó, ở khu vực các tỉnh, thành phố từ Quảng Bình trở vào đến Ninh Thuận, trời nắng sớm, cường độ nắng mạnh. Trong ngày hôm nay vẫn xảy ra nắng nóng với mức nhiệt cao phổ biến từ 35 đến 37 độ. Ở phía Nam, lúc này thì mưa đã không còn, cả Tây Nguyên và Nam Bộ đón ngày mới với thời tiết tạnh ráo, nắng nhẹ. Dự báo trong ngày hôm nay trên cả hai khu vực đều sẽ duy trì được thời tiết nắng ráo cả ngày. Mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên là từ 30 đến 33 độ, còn ở Nam Bộ là từ 33 đến 35 độ. Đến chiều tối và tối nay thì mưa dông vẫn sẽ quay trở lại, nhưng lượng không nhiều. Trên biển, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục từ 20 đến 23 độ Vĩ Bắc, ở vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa bị giảm thấp còn từ 4 đến 10 km. Ngoài khơi, ở khu vực huyện đảo Hoàng Sa có gió Tây Nam hoạt động với cường độ ở mức cấp 5, mưa dông xuất hiện ở một vài nơi. Còn ở khu vực huyện đảo Trường Sa có gió Tây Nam chỉ khoảng ở mức cấp 3 đến cấp 4, có mưa dông rải rác về chiều tối. Cần đề phòng lốc sét và gió giật có thể đi kèm. Và sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày.